Chào mọi người nhé. Hôm nay Điện Máy An Gia sẽ giới thiệu cái cách sử dụng con máy lọc không khí dòng I45. Chúng tôi sẽ gộp 3 cái dòng máy của hàng nội địa Nhật nhé, Nhật bãi, là dòng I45, dòng Z45 và dòng I65. Tại vì sao chúng ta lại gộp? Tại vì là 3 cái dòng máy này ấy, thì cái cách sử dụng và các cái phím, các cái nút nó gần như nhau. Thì mình sẽ, Điện Máy An Gia sẽ gộp thành một để giúp mọi người sử dụng các cái mã này, nó sẽ gần gần như nhau nên mọi người cùng sử dụng một cái bản hướng dẫn là ok rồi. Thế thì hôm nay mình sẽ nói qua cách sử dụng của máy lọc không khí Nhật bãi dòng I45, Z40 và I65 mọi người nhé. Đầu tiên đây là nút tắt này. Ok chưa? Và lúc này nó chỉ tắt thôi mọi người nhé, chứ nhiều người cứ tưởng là bật tắt, không có đâu, này nó chỉ tắt thôi. Thế thì thằng sáp nó sẽ khi các dòng này bật thì bật luôn tính năng, ví dụ đây là bật này. Đấy. Đấy. Đấy, nó là bật các tính năng. Thì bây giờ mình sẽ nói luôn là ví dụ tính năng đây là lọc thường này. Lọc thường là gì? Lọc thường là sẽ chưa có tính năng mù ẩm. Đúng không ạ? Đấy, thì cái này là lọc mù ẩm này. Thì các bạn nhìn cái đèn nhé, cái đèn này nó sẽ báo cái đỏ đỏ này là chưa có nước, thì mọi người có thể cho nước vào. Đây mọi người nhé, mình sẽ nói luôn về vấn đề gì đó. Thì mọi người sẽ lấy cái bình nước ở đây. Đấy, mọi người xoáy cái van này ra và cho nước vào. Sau đó sạch rồi, đầy rồi thì mọi người có thể cho vào đây. Đấy, mọi người lắp lại, ok chưa? Thì khi đó cái đèn nó sẽ báo nữa và máy sẽ mù ẩm. Đấy, cái này là lọc nhanh. Nhanh mọi người nhé, thì cái này nó lọc, nghĩa là lọc tốc độ nào cũng là nhanh hết. Nó chạy mình nhanh, như nó chỉ chạy 15 phút, các bạn nhìn số 15 nhé. Sau đó nó sẽ chuyển về chế độ lọc bù hoặc lọc thường. Thế thì ở cái tính năng lọc nhanh này thì các bạn sẽ không chọn được tốc độ gió và các cái tốc độ gió để lọc. Thì chỉ có lọc thường và lọc bù ẩm thì các bạn chọn tốc độ gió nhé. Đấy, thì bây giờ ở lọc thường và lọc bù ẩm nó đều có thể chọn được các cái tốc độ gió, ví dụ như là đây là lọc tự động này. Mình sẽ nói xong vấn đề vì sao chọn lọc tự động, lọc phấn hoa này. Phấn hoa là các cái hoa như của anh đào các thứ ấy. Đấy. Bởi vì đang chắc ít dùng thôi. Đây là lọc chậm này. Trung bình này. Mà nhanh. Đây nhá, đèn nó hiện các bạn nhá. Mình nói luôn là ở các tín hiệu đèn luôn. Thế thì bây giờ sẽ có hai cái vấn đề. Thứ nhất là lọc tự động. Thì khi mà không khí sạch, những cảm biến báo xanh thì gần như là máy không chạy. Mọi người nhé, không chạy. Còn nếu như có bụi, khói, mùi gì đó, hay là các vấn đề về chất lượng không khí nó có ô nhiễm thì đấy, máy nó sẽ báo đỏ. Mình vừa test lại test cảm biến thôi. Cái cảm biến đỏ, cảm biến nó khi báo đỏ thì tự động hệ thống quạt ở trong máy nó sẽ chạy nhanh lên để xử lý. Và cái tốc độ quạt nó phụ thuộc vào cảm biến này. Khi mà cái cảm biến này nó có 3 mức nhé, đủ xanh là sạch này, cam, vàng và đỏ. Cam vàng ra là 1 và đỏ là mắc, thì rất là bẩn. Thì cái cảm biến này nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ gió phụ thuộc vào cảm biến này. Tiếp theo là khi mà các con máy chạy ấy, thì cái tính năng mù ẩm cũng thế mọi người nhá. Khi mà để tự động thì độ ẩm dưới 55% máy sẽ tự động mù ẩm. Còn trên 55% máy tự động không mù ẩm. Đấy. Còn là các tính năng này ấy, lọc phấn hoa thì nó cũng vậy thôi, nó cũng tự động thôi. Còn cái tính năng này là lọc, ví dụ như lọc chậm thì tốc độ gió sẽ không thay đổi nhá. Trung bình cũng thế và nhanh cũng thế, luôn luôn ở một tốc độ gió nhất định và không thay đổi gì cả. Thì các bạn để tự động là chính thôi. Đấy là tôi khuyên các bạn nên dùng như thế, còn tùy. Cũng có thể là điều kiện không khí các bạn thay đổi. Tiếp theo là cái này là tắt bật đèn mọi người nhé. Đúng rồi này. Nghĩa là buồn đêm mà không muốn bật đèn thì mọi người phải tắt đi. Cái này là khóa bàn phím này. Khóa bàn phím thì phải giữ 3 giây nhé, là khóa trẻ em ấy. Nhiều người muốn khóa trẻ em ấy, thì bạn phải giữ 3 giây. Thì nó tự động sẽ khóa bàn phím và nó trẻ em sẽ không nghịch được nữa. Đấy, khóa hết các bàn phím lại. Ok. Tiếp theo là đây là tính năng bật tắt ion, nhưng mà cái ion mình khuyên các bạn là không nên bật tắt nhá. Nó cứ để, nó phải là dùng. Tắt mất cái đèn này này. Ok, còn cái này nó sẽ báo màng lọc này. Hiện tại mình cố tình mình lấy một con máy nó báo màng lọc để mình nói cho nó dễ hiểu hơn, nghĩa là khi mà màng lọc bẩn thì nó sẽ báo cái đèn này. Thì mọi người phải mang màng lọc đi vệ sinh. Thế thì bây giờ màng lọc sẽ tháo lọc như nào?
đây mọi người nhé, thì trong máy nó sẽ có một cái nắp. Ở trong này nó sẽ có hai cái màng. Mình đã chưa mang màng ra đây. Đây, nó sẽ có hai cái màng như này. Đây là màng than nhé. Và đây là màng lọc bụi. Đấy, đây là màng mới mọi người nhé, mình cũng không nói. Thì khi mà màng bẩn ấy, thì nó sẽ báo cái đèn này. Và các bạn phải mang các cái màng ra vệ sinh. Về chi tiết các cái vệ sinh các cái màng này ấy, thì mình sẽ nói ở một cái clip sau mọi người nhé. Thì sẽ có một clip về bên vệ sinh, cách vệ sinh bằng không khí, màng lọc của máng lọc không khí. Đấy, thì sau khi các bạn vệ sinh màng xong thì các bạn giữ 3 giây, ấn giữ như cả khóa bàn phím. Đấy, thì tự động máy sẽ tự động sẽ tắt lại, coi như reset lại màng lọc. Rồi, ok, mình cảm ơn mọi người.